cấm chọn đang là dẫn chiến đến từ cả hai bên. Không hề là có những cái sự khoan nhượng nào cả. Đều là những cái sự lựa chọn rất là mạnh mẽ khu vực nửa trên của bản đồ. Một bên sẽ là kèo Zuck và Rumble. Và ở giữa thì sẽ có Karma Twisted trong rừng. Sẽ là những cái cuộc đấu tôi nghĩ rằng sẽ rất nảy lửa với Lee Sin và Vi. Còn đường dưới khả năng cao sẽ là một cái thế trận hòa hoãn ở trong một vài cái đoạn đầu tiên, cho tới khi những người chơi đi giữa và người chơi đường giữa thực sự có được những cái sự ảnh hưởng lên hai cánh còn lại của một bản đồ. Nhá và khoáng đổi liên tục, nó chứng tỏ là cái bộ tướng đến từ cả hai bên đều rất đa dạng, và chỉ cần là cảm giác đang thuận tay với tướng nào thì họ sẽ chốt ngay con tướng đó cho bên có sự hỗ trợ đến từ người chơi đi rừng. Chúng ta đến với cuộc đấu giữa GAM Esports và Cerberus Esports. Đây là hai đội rất khác chiến thắng ở thời hiện tại. Đối với GAM, họ cần chiến thắng để tiếp tục duy trì cái việc bám đuổi top 1, hay chính xác hơn là đoạt luôn top 1 của Team Secret. Còn Cerberus thì việc giữ vị trí bên trong top 6 cũng là điều quan trọng đối với họ. GAM Esports đọc Cerberus đang đọc GAM. Và bây giờ thì họ kéo Bull vào, bắt đầu lao vào tấn công. Ikige là bị chân, sau đó Sống Ăn Kim chủ xác lao vào dứt điểm thành công được một người, nạn nhân là Levi. Bên phía của Cerberus đang có lời, bởi vì khi Vi có cấp độ 6, chiêu cuối của cô nàng này luôn luôn là một cái vấn đề, nó khiến cho đối phương cảm thấy phải e dè. Cho nên Cerberus cần phải đẩy nhanh cái tốc độ ván đấu ở thời điểm hiện tại lên một chút với chất tướng của Lee Sin. Kia lao lên, tốc biến lên làm chế giữa chơi thành công. Vì Bull không còn tốc biến nữa, và Levi là người viện trợ sấy liên tục đến từ Bull sẽ thu rất nhiều và dứt điểm thành công được Kia. Đó là solo kill dành cho Bull, và Levi lên không làm được gì quá nhiều. Đây có thể là pha cân 2 khi Bull giữ vị trí rất tốt, liên tục là những tình huống spacing và anh ta vẫn đang truy đuổi. Bull thì cái lượng máu nó gần như là không thay đổi, nhưng đó vẫn là một tình huống chơi tốt. Pyro mất tốc biến, vẫn tốc biến lên làm chế thành công. Sống Âm Kim quá chuẩn xác từ Giga lao vào và dứt điểm thành công. Thì Seiya vẫn sẽ có khoảng trống farm lại, tốc biến làm kế giữa thành công và đá đòn cướp từ Ikigai. Game sống ai chủ sáng, hát ám nó sau rồi bung lên và Blaze mất tốc biến. Người hỗ trợ là Levi, đấm liên tục vào người của Richard One, và Richard One nằm xuống mà gục, nó dành cho Blaze. Sau đó thì hai người chia đi rừng đang nhìn nhau, Ikigai lao thẳng vào, anh ta bị đấm người trở lại. Người đang tới hiện tại đó chính là Hiếu Ba, cho nên Ikigai rất tự tin. Rất là nhiều, Levi muốn tới đạo mình khu vực được trên. Mưa tên lửa được rải đến từ Bull và anh ta nghĩ pha này chắc là nằm rồi. Có sự hỗ trợ đến từ Hiếu Ba, đây là dịch chuyển được đầu tư. Và cuối cùng Bull nằm xuống. Định mệnh được dùng từ Reset One tiếp cận vào người của đối phương. Nạn nhân đang là Blaze và Lay không tốc biến đã phải nằm theo. Là một đối một ở khu vực đường trên. Elo có mặt ở khu vực này nhưng anh ta cũng thật sự không quá an toàn, vì đó là thủy lôi tầm nhiệt được dùng. Và Ikigai dứt điểm được người chơi hỗ trợ của GAM. Khi các thành viên của GAM đều thấp máu với những tình huống sấy của Bull, bây giờ tiếp tục là cam vào Bull. Bull chưa hồi là tốc biến đóng quy giữ chơi thành công, và sau đó mưa tên lửa được rải để có thể dọn dẹp được lính đến từ Bull. Hắc ám sau đó được dùng. Ngày hôm nay Bull chơi game khổ quá. Thực ra là anh ta đã qua cái giai đoạn sướng rồi. Với những cái chất tướng khỏe nhưng Slowzy gặp nguy hiểm và la vào bắt vào người của Slowzy, và Slowzy nằm xuống với còn tài nguyên đó là tốc biến và chiêu cuối trên người vì không có gốc để sử dụng. Khỏe, đặc biệt là Ikigai nữa. Thì cái việc Slowzy đi vào đó nó là một cái bước đi nó hơi thừa đến từ xạ thủ của Sirius, và nó khiến cho anh ta phải trả giá bằng chính cái mạng của mình. Còn đường trên thì sao đây? Lao vào làm kế thành công, Kia bật luôn cái chiêu cuối và bắt buộc phải trả chiêu cuối ngược trở lại đến từ Bull. Nhưng Kia vẫn rất mạnh mẽ lao thẳng vào, hắc ám sau rồi bắn lên. Bull mất tốc biến, Levi chưa có chiêu cuối, anh ta không có tốc biến và đang bị trụ bắn pha lao vào của Ikigai. Dứt điểm thành công được Levi, và sau đó Ikigai vẫn đang tiến cao. Sống Âm Kim trượt, Blaze là người tiếp cận và Ikigai bị giữ chân. RQ tốt từ Blaze, cảm giác cái hành lang cánh sẽ luôn luôn an toàn. Và bây giờ bắt đầu khởi động vào bên trong khu vực hang rộng, có dịch chuyển từ Bull và Cerberus đang thiết lập thế quá đẹp. Richard One cầm bài vàng bắt đầu lao vào, đó chính là Levi dùng tả xung hữu đột và có luôn cả hãm sau đó được dùng. Sau đó thì rất thấp máu đó chính là Richard One, tôi biết đã phải nằm xuống. Mạng hàng gục dành cho Kia, và Kia cũng bắt buộc phải đầu tư tốc biến. Tốc biến lên đến từ Elo, giữ chân nhẹ vào người của đối phương nhưng Slowzy đang bắn người trở lại. Anh ta bị dính một cái giữ chân và bắt buộc phải dùng tốc biến lùi về được một chút, nhưng bên phía của Levi vẫn đang đấm lên lao vào. Bật phản công là Kia làm kén được khá tốt. Slowzy một chấm ở cuối cùng, Kia đang truy đuổi và Kia chưa chạm được vào người của Slowzy, cuối cùng cũng chạm được và đã dứt điểm thành công. Đó là 1-2-3 mạng hạ gục dành cho bên phía của GAM. Ikigai quậy ở phía bên này, anh ta quậy khá tốt, hồi máu bằng giáo thiên ly, và tổng cộng là 3-2 đổi lời dành cho GAM. Đổi lời dành cho GAM, và nó cũng khiến cho cái nhịp tấn công rồng của Cerberus bị chặn lại nữa, và chưa muốn dừng lại giữa cả hai bên. Và lao vào quá chuẩn xác từ Ikigai mà dứt điểm thành công. Là hai đều ở khu vực nhân sự này, và Elo lao qua anh ta quá đơn độc vì Blay không có công cụ để tiếp cận, và Elo bắt buộc phải lùi về. Anh ta có một độ đầu tương đối nhưng không, Ikigai đang quá bay với con Lee Sin này. Bên phía của Cerberus muốn bắt ai đây? Muốn bắt Richard One, nhưng mà Richard One anh ta có định mệnh, anh ta lùi về được. Nạn nhân thứ hai là Ikigai mất tốc biến và ngậm nút của Elo cộng với là du hoàng thế vực, anh ta tiếp cận vào người đối phương.
lao vào người của Ikigai và dứt điểm thành công được Ikigai với áo sơ đồ của Bashiro. Bên phía của Gam đang tràn lên, nạn nhân đang là Soji, bắt buộc phải dùng chiêu cuối làm choáng một nhịp từ Richard Wan, và Gam đang lời người. Một tình huống macro tốt từ Cerberus, và bây giờ định mệnh được dùng để có thể đánh nhau, nuốt được vị trí của Ikigai vào bên trong bụng, nhưng Elo không tiếp cận được thêm, nhưng Ikigai cuối cùng đã phải nằm xuống và xảy từ Bull sẽ thương rất nhiều, và là double kill dành cho Bull. Richard Wan được quăng bài một cách thoải mái và khiến cho Play mất tổ biên phía bên kia, thì Elo cũng đã gục ngã. Họ sẽ lấy cái nhà lính này hay muốn endgame đây? Baron vẫn còn đó và một con xe pháo nữa, có cơ sở để endgame. Họ đang tiến vào với 4 người trong khi Gam chỉ đang có 2 người ở thời điểm hiện tại. Pyro 5 giây nữa hồi sinh, Kia'Zha bật phản công, cố gắng chặn các thành viên của Cerberus lao vào, và Kia'Zha bị chân ngược trở lại. Kia'Zha rất thấp máu và đã phải nằm xuống. Richard Wan có được bạn gục. Tuy nhiên khả năng dọn lính là đủ từ Gam. Bây giờ người gặp nguy hiểm đó chính là Sloji và nằm xuống với những phát bắn của Pyro. Blade vẫn đang tiến cao và tốc biến bắn đến từ Pyro. Buôn một chấm máu cuối cùng, anh tánh đủ tốc độ di chuyển để lùi về, và Hiếu Ba cũng móc vào cái trụ để lùi về, cắm mắt bắn. Xét thương vẫn chưa đủ. Đang tiến cao, Gồng Quy đấm vào ai hay không? Dùng ngoài thi vật tiếp cận vào người của đối phương. Gồng Quy đấm lên và dùng luôn cả tạ xung đột, nhưng Richard Wan có đồng hồ. Và chiêu cuối trả ngược lại đến từ Ba, và đá cực kỳ tốt đến từ bên phía của Cerberus. Họ lao vào là Bull, dứt điểm được một người. Elo là nạn nhân đầu tiên, và lao vào đến từ Kia'Zha nhưng quá đơn độc, anh ta đã phải nằm xuống. Bull lao lên xây, dứt điểm, double kill dành cho Bull. Và đây sẽ là chiến thắng dành cho Cerberus. Một màn độc diễn của Ikigai thêm một lần nữa, và lần này nó là ở trong phần nhà chính của Gam Esports. Một cú sút 4 người và sau đó là rất nhiều sát thương được trả ra đến từ Richard Wan và Sloji. Một chiến thắng quá, không thể nói là quá đảo được. Cực kỳ vững chãi bên phía của Cerberus, và tuyến sau cũng là tương đối uy tín với Talia và Saya. Còn bên phía của Gam, họ đang muốn hướng tới một giai đoạn tôi nghĩ rằng là bắt buộc phải win lên ở đường dưới. Có thể gọi là ngang nhau ở đường giữa, còn đường trên thì nó sẽ phụ thuộc vào cách mà Ikigai, xin lỗi bạn, là Pun và Kia'Zha xử lý những cái đợt lính đầu như thế nào. Nếu như mà Pun chặn lính tốt thì Ikigai, xin lỗi bạn, là dọn luôn bãi quái rừng ở nửa dưới để có thể đứng rình Levi và ngăn chặn một tiếng băng trụ bên phía của Gamesot có thể là sẽ đề ra. Và chúng ta chính thức đến với ván đấu thứ hai trong cuộc đối đầu giữa Cerberus và Gam. Cerberus đã có được chiến thắng ở trong ván đấu tiên để có thể khiến cho Gam gặp rất nhiều áp lực ở trong ván 2 này, và họ sẽ cho Levi khoảng gian để có thể tiếp cận với bộ đỏ của mình. Nhưng Ikigai thì nói không. Bên phía của Cerberus muốn có lợi thế ở khu vực ở trên, Kia'Zha đang bị tiếp cận. Câu được thành công phản công của Ikigai, của Kia'Zha trước, và Ikigai quay trở lại lần hai, nhưng Kia'Zha đang câu kéo khá tốt. Một chấm máu từ Ikigai. Và bên phía của Cerberus có lợi thế ở khu vực ở trên. Khỏi sát thương của trụ. Khu vực trên, Kia'Zha đang bị cô lập bởi hai thành viên của Cerberus, và đây sẽ là lần thứ hai nằm xuống của Kia'Zha mà không gỡ lại được mạng. Thứ mà Gam làm ở thời điểm trước đây, bây giờ Kia'Zha nhận lại toàn bộ. Những cái nhịp tiếp theo nó sẽ diễn ra một cách đơn giản một chút xíu, ít nhất là ở vị trí của Pun, và anh ta cũng sẽ có được cái giai đoạn đẩy lẻ ở cánh nó ổn hơn so với Kia'Zha phía kia. Levi cực kỳ thấp máu và thiếu đốt trong vào, dứt điểm thành công được Levi. Biến thành công của Cerberus, còn khu vực ở trên là bật chiêu cuối từ Pun, lao vào tiếp cận băng trụ và dứt điểm thành công. Pun anh ta không rút ra được nhưng vẫn đang là đội ổn dành cho Pun ở khu vực ở trên. Và đến sự chênh lệch và cấp độ giữa kia nhà Pun cũng sẽ là một trở ngại. Tiến cao và mất chiêu cuối khi mà Gam gọi 1-2 người lên khu vực này để có thể hỗ trợ cho Kia'Zha. Và Kia'Zha đang có được một cái sự hỗ trợ rất là tốt từ Gam để giúp cho anh ta ít nhất là không thua thiệt, và thậm chí là đã bắn tiễn bắn trúng giữa chơi thành công vào người của Pun. CC chồng vào và Pun nằm xuống. Gam đang gỡ thế ổn ở khu vực đường trên, và ít nhất là Levi vẫn giữ được bộ đỏ. Tuy nhiên Cerberus vẫn đang kiểm soát tốt, dịch chuyển được đầu tư, đây là dịch chuyển của Play và ép tốc biến của Soji. Mặt nó dễ sống, chặn đường tiến công của Gam. Phía bên kia, Levi đang cố gắng tiến cao, anh ta có tốc biến, anh ta tốc biến Quy giữ chơi thành công. Nạn nhân đây là Richard Wan và anh ta không kịp dùng tốc biến đã phải nằm xuống. Mà gục chấm dứt dành cho Pyro. Bao nhiêu con sâu, nó trượt tới Ikigai và anh ta bị hoảng sợ ngược trở lại. Chiêu cuối trúng của Pyro nhắm vào người của Richard Wan. Richard Wan mất tốc biến vẫn đang bị làm choáng rất lâu, và Richard Wan có một vị trí đứng an toàn. Ikigai lái sứ giả vào và anh ta mất luôn cả tốc biến, hoảng sợ trượt nhưng Ikigai vẫn đang bị giữ chân và quay ngược trở lại đến từ Hiếu Ba, dịch chuyển được đầu tư từ bên phía của Cerberus. Nhưng Kia'Zha lòn cánh và dứt điểm thành công được Ikigai, một mạng dành cho Gam, và nạn nhân theo đó chính là Hiếu Ba, hai mạng dành cho Gam. Hiện tại Bull đang cố gắng càng, anh ta càng khá là lực khiến cho Elo cần phải lùi về, nhưng khoảng trống đã có để Elo có thể sống được. Liệu đủ sức của nó là không? Pyro dứt điểm thành công được Bull, và đó là ba mạng hạ gục dành cho bên phía của Gam. Nó là có ý đồ khi anh ta muốn bóc lớp khiên trên người của Pyro, nhưng cái Bula băng đó thì nó đi vào hư không. Anh ta đang bị tấn công, tốc biến chưa có, giữ chân thêm một nhịp nữa, và gần như là bất tỉnh nhân sự đến từ Ikigai. Người chia đi rừng của Cerberus nằm xuống, và Gam là đội không chủ động tiến vào khu vực hàng rồng, nhưng Ikigai muốn mở đánh.
Pha quay ngược lại đến từ Levi, giữ chân được một người, đó chính là Ikigai. Bull bắt đầu càng vào, Ikigai mất tốc biến vô đá băng trường hoàn toàn của Ikigai. Và Bull vẫn đang càng, anh ta hình như là đang hơi đơn độc và đã phải nằm xuống. Một mạng hạ gục dành cho Gam, và sau đó họ vẫn đang đánh lên. Người đứng cao nhất là Elo, mất tốc biến sau quanh địa chân đến từ Richard Wan. Nhưng các thành viên của Serus vẫn đang bị cấu rỉa về lượng máu. Đã bằng tiếng quá chính xác nhắm vào người của Richard Wan. Anh ta đang bị tấn công, tốc biến vẫn có trên người của Richard Wan để có thể đảm bảo an toàn. Và anh ta vẫn đang sống ổn trên thế giới rồi, tôi chắc chắn đây là một tin mừng dành cho VCS của chúng ta. Và Slowzy đã có được đoạn down Navri rồi, cho dịch chuyển đi. Dịch chuyển từ Richard Wan và khu vực đứng dưới là hai người chưa được trên đang solo với nhau. Lượng máu đến từ Bull là thấp hơn. Và đó là phản công bật lên gõ và có đưa mà gục. Dành cho Kia'Gia, solo kill cho Kia'Gia. Cái nhịp bật phản công của Kia'Gia khiến cho Bull không được hồi máu lại đến từ những đòn đánh thường của mình. Bỏ lạc, bỏ lạc. Đó là Hiwa, mất tốc biến. Và Levi vẫn lao vào giữ chân được một người, đó chính là Richard Wan. Richard Wan không kịp dùng tốc biến và ta đã phải nằm xuống. Pyro có được mà gục. Một cái tình huống gọi xét khá tốt từ play. Mở ra cái trận để tấn công Baron cực kỳ tuyệt vời. Levi có tốc biến nha. Levi đang càng lên. Anh ta bị hút ngược trở về. Nhưng Hiếu Ba bị giữ chân, làm kế hai người tốt từ Levi. Dùng luôn cái chiêu cuối. Nhưng Bull đang bổ vào người của Levi. Bull đang cố gắng tìm kiếm nạn như thế này, đó chính là play. Xét thương tạm thời vẫn là chưa đủ. Và Bull nằm xuống với những phát bắn của Pyro. Hiếu Ba cực kỳ tham máu ở phía bên kia. Khi Gia lao lên ép chiêu cuối của Soji, Soji mất luôn cái tốc biến, đẩy ra đến từ vị trí của Hiếu Ba. Nhưng anh ta cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Và sau đó Elo đang bắn tay đầu với Soji, sát thương là đủ từ bên phía của Gam, dứt điểm thành công được Soji. Gam đang có quá trời lợi thế, họ đang càng lên tìm kiếm hai tàn binh cuối cùng của Severus. Nạn nhân đầu tiên là Richard Wan, nạn nhân thứ hai có thể là Ikigai không? Không, Ikigai né khá dẻo. Và Levi thậm chí gặp nguy hiểm không? Anh ta có siêu kích lên và lùi về được. Nhịp trước đó nữa khi mà họ đã bắt người thành công và khiến cho các Baron này đem lại quá nhiều lợi thế, một hai pha giao tranh và cuối cùng là kết thúc ván đấu ở phút thứ 29. Rất tuyệt vời đến từ Guy Sport, một chiến thắng dành cho Gam. Mặc dù giai đoạn ban đầu họ đã gặp rất nhiều khó khăn ở khu vực nửa trên, nhưng những lợi thế mà Gam tạo ra ở khu vực nửa dưới và những tình huống gỡ gạt cho Kia'Gia ở khu vực nửa trên đã giúp cho Gam lấy lại được ván đấu này từ tay của Cerberus. Và chúng ta đang xem thấy cái kèo gì đây. Kia'Gia đang lựa chọn Tristana, còn Pool cũng đang nhá rất nhiều những con bài đường trên. Fiora kèo đỏ kiếm đấm tay đôi phun lửa trở về với gấu và khóa vào Volibear đến từ Pool và Tristana đến từ Kia'Gia. Như vậy là không phím nhau rồi thì sẽ có cơ hội để có thể solo kill dành cho Pool và tiếp tục kích luôn cái tốc hành lao lên làm kén giữ chân thành công. Kia'Gia bắn người trở lại sẽ thương khá nhiều từ Bull, vả liên tục vào người của Kia'Gia, cắn đi và có được mẹ hạ gục dành cho Bull. Đều kích hoạt được những cái điểm của sẵn sàng tấn công cho nên Bull kích hoạt điểm đấy rất nhanh vào, làm kén vào người của Kia'Gia. Kia'Gia có được cấp độ 6 nhưng cả hai bên đều có được cấp độ 6 và bắn góc này thì hơi khó cho Kia'Gia rồi. Một cái cắn nữa nhưng có lá chắn kích lên nhưng cuối cùng thì Bull thậm chí là bỏ tay vì tự động đánh đã giúp cho anh ta có được mẹ hạ gục. Trường hợp mà Slowzy ở khu vực bên dưới quá khó thở, còn trong khi đó Gam liệu có đột biến hay không đây? Tôi lại nghĩ rằng là sợ là không UDD đường giữa đối đầu với lại Kama và đưa con dây lên khu vực trên vì đó là chất tướng thuận tay nhất của Kia'Gia, nhưng quyết định là sẽ tin tưởng vào Blaze trong ngày hôm nay với việc là chọn con dây dành cho anh ta. Đây sẽ là một người chơi quan trọng nhất trong đội hình của Gam vì anh ta sẽ là người tạo ra những cái đột biến, những cái sát thương. Vực đường dưới vẫn là rất nhiều với cặp đôi Kalista và quay và chúng ta chính thức đến với ván đấu thứ ba quyết định trong cuộc đấu giữa Cerberus và Gam Esports. Ván đấu rất quan trọng để không chỉ quyết định vị trí đứng của Gam Esports và Cerberus mà nó cũng có thể là quyết định luôn cả những cái vị trí đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng nữa khi đây cũng là những cái vòng đấu cuối cùng rồi. Chắc chắn sẽ hướng tới cái khăn này được, nhưng mà Pyro đang đứng của Gam có khả năng đẩy đường cực kỳ là tuyệt vời. Chắc chắn sẽ hướng tới cái khăn này được, nhưng mà Pyro đang đứng trên tầm nhìn của đối phương. Anh ta bị tấn công bởi ba thành viên của Serus, tốc biến bên này nhưng lại gặp Richard Wan và kết quả là Pyro mất tốc biến vẫn phải nằm xuống. Mạng hạ gục được nhường dành cho Slowzy những cái setup đầu tiên thì cái lượng máu của Igan không phải là quá nhiều. Richard Wan đã ra đây để hỗ trợ đường trên thì va vào nhau. Bull lại tiếp tục bị ép về máu và cua thuộc về bên phía của Gam, thậm chí là tiếp cận vào người của Ikigai, tấn công vào người của Ikigai. Anh ta mất tốc biến vẫn đang tấn công liên tục đến từ Play, nhưng mà hạ gục đầu tiên là có dành cho bên phía của Ikigai. Sau đó thì Play gỡ mạng người trở lại. Tuy nhiên khi mà Play cầm bùa đỏ bắn người trở lại thì Richard Wan đang gặp nhiều nguy hiểm, tốc biến không còn. Ikigai liên tục tiếp cận, W đến từ Richard Wan, hồi được rất nhiều máu, trả sát thương người trở lại và dứt điểm thành công là Richard Wan lật kèo trong pha đánh nhau vừa rồi. Và những con sâu không vẫn đang nằm trong tầm tranh chấp của cả hai bên, nhưng đường giữa có thể gặp nguy hiểm. Play bị hất tung
Và Reject One bung chiêu vào dễ dàng có được mà gục. Hiếu Ba rút ra khỏi tầm tấn công của trụ với tốc biến từ rất sớm. Còn khu vực trên là một kèo ổn dành cho Moon, khu vực dưới tiếp tục giữ chơi thành công. Và đây sẽ là lần thứ 3 mà Play có thể nằm xuống chăng. Đang tăng trụ đó chính là Reject One và người ăn được mạng cũng thêm chính là anh ta. Tuyệt vời. Thêm đồng nguyên đơn nữa dành cho Gigai như vậy đã. Và Elo có thể là nạn nhân khi ta đứng khá cao không. Họ tiếp cận vào người của Pai Zero. Và Ikigai đang bắt đầu tiếp cận. Cái lượng sát thương đến từ Ikigai liệu có đủ áp lực hay không? Bắt đầu lao vào bắn liên tục vào người của Pajiro. Bật luôn cả cục Uzin để câu thêm thời gian. Và người tới đang là Reject One. Dùng tốc biến tiếp cận, W nối không thành công. Và người xuống đó chính là Levi với quyền lực thiên nhiên giữ chân được hai người. Nhưng cuối cùng thì Pajiro vẫn nằm là 1-1. Sau đó Blade cũng tiếp cận Ikigai ở sau lưng. Reject One là người đứng cao nhất. Rút lông quá tốt từ Slowzy bắn liên tục vào người của Levi. Và Levi đang cần phải chạy với tầm 300 máu và gồm người khá tốt từ bên phía của Elo. Nhưng Blade lao vào, anh ta bị áp lực ngược trở lại và mất tốc biến vẫn phải nằm xuống mà hạ gục dành cho Ikigai. 7-2 cho Cerberus. Một sự chênh lệch rất lớn so với Levi bên phía bên kia. Tấn công vào khu vực ở dưới, tiếp cận vào người của Hiếu Ba. Hiếu Ba mất tốc biến và Levi vẫn đang đuổi theo. Hàm nhai kinh nhã thành công, giữ chân liên tục vào người của Hiếu Ba và Hiếu Ba đã phải nằm xuống mà hạ gục dành cho vị trí của Levi. Sĩ gia được thả ở khu vực đường giữa, nó bị cấu rỉa đi một lượng máu và Reject One cũng có mặt ở khu vực này và cấu rỉa tốt đến từ vị trí của Play. Nhưng mà sứ giả còn có 800 máu à, sứ giả bắt buộc phải lấy đi chỗ khác và Ikigai đang cần phải lùi về. Hai bên bắt đầu lao vào nhau. Reject One thấp máu và đảo hay nó xuống mà cũng chấm dứt, nó dành cho Play và Gam này tiến công và lao vào đến từ Levi giữ chân rất đẹp và sau đó bắt buộc phải bật cù cứu sinh từ Ikigai để có thể bắn ngược trở lại. Lượng sát thương đầu ra vẫn còn từ Pyro nhưng Cerberus chủ động lùi về một nhịp buôn từ Pyro và Levi. Phía bên ngoài thì Hiếu Ba cố gắng tiếp cận nhưng anh ta lại bị cấu rỉa một lượng máu tương đối. Ở trên kia, Kia đang chặn vào người của Bull. Liên tục là cầu sấm chuẩn xác đến từ Play. Rồi quy không trúng của Reject One, rồng còn 3 ngày máu, hai bên bắt đầu lao vào nhau thêm một lần nữa. Nhưng người thấp máu lại là vị trí của Ikigai. Mà cũng chấm dứt, nó dành cho Pyro. Và sau đó thì Kia đang khép góc hai thành viên của Cerberus. Đó là quy đúp tốt từ bên phía của Elo, làm chậm nhịp lùi về của Hiếu Ba. Và Hiếu Ba đang bị cả liên tục kích hai đúp từ kia ra và dứt điểm thành công được Hiếu Ba. Một pha giao tranh thắng lợi hoàn toàn dành cho Gam. Ba mạ gục của đối phương và không phải đánh đổi bằng bất cứ điều gì cả. Sức rồi, mạnh của... và Pyro solo với nhau ở khu vực ở giữa nhưng không có sự hỗ trợ từ Elo và dứt điểm thành công được người chơi xạ thủ của Cerberus. Tái không thể ngăn cản của mình thì có dịch chuyển đi từ Play để bảo vệ cái trụ một đứng giữa này, trả sát thương rất tốt. Không đánh bên phía của Cerberus tiếp cận vào người đối phương. Nạn nhân hiện tại là Elo và đã phải nằm xuống với sát thương cuối cùng thuộc về Slowzy. Trụ được lấy thành công cho Cerberus nhưng Ga muốn đánh ngược trở lại. Người đứng đầu là Kia đang đốt vào người của Bull, người của Pyro, của Play và cả Elo nữa thì để xem Cerberus sẽ phản ứng như thế nào. Một tình huống cạnh tranh đến từ cả hai bên khi mà Baron còn 8.000 máu. Quyết định từ Gam là gì? Họ muốn ép một pha giao tranh nè. Pha giăng dây của Reject One, áp lực tốc biến của Elio, 3.000 máu của Baron. Baron nằm trong tầm cạnh tranh, Baron thuộc về bên phía của Gam. Và Ikigai bắt buộc phải mất tốc biến bên phía của Cerberus. Đang bị mất máu trên nhiều người, đó là Hiếu Ba bị tấn công liên tục. Hiếu Ba bị giữ chân, bắt buộc phải lùi về và lao vào của Kia càng giữa 1, 2, 3, 4 thành viên địch. Và Kia quá khỏe. Trong khi đó Bull cũng lao vào làm kén và dứt điểm thành công được Play. Hai carry của hai bên đang được chơi game nhưng rõ ràng Cerberus đang có lợi thế nhất định. Họ đang dứt điểm thành công được rất nhiều người và Pyro bị hất tung, bị gây sát thương. 4 mạng hạ gục đã có dành cho Cerberus và Reject One tốc biến lên. RW làm chạm thành công. Ikigai tiếp cận Pyro còn tầm 100 máu và đạo phải đầu xuống quét sập hoàn toàn cho Cerberus. Một pha tranh mà Gam là đội tưởng chừng như đã có lợi thế. Quy trưởng đến từ Reject One không sao cả. Họ đang dọn dẹp lính khá nhanh. Đường dưới thì sao? Bull có thể gặp nguy hiểm. Dịch chuyển được đầu tư để có thể bắt vào người của Bull và tốc hành được kích lên. Bull cần phải chạy, anh ta có tốc biến quay ngược lại tấn công vào người của Play và sau đó bật phản công làm choáng thành công vào người của Kia Gia. Bull đang cố gắng vùng vẫy giữa 1, 2, 3, 4, 5 thành viên của Gam, tốc biến được đầu tư. Bull bị làm choáng, Cerberus đang kéo người xuống nhưng Bull vẫn đang bị tấn công. Bull lùi về được, tốc biến được đầu tư giữ chân thêm một nhịp nữa, đẩy ra khỏi cuộc cứu sinh và dứt điểm thành công được Bull. Một mạng ngục dành cho bên phía của Gam nhưng giao tranh nổ ra hơn không được hai người. Rút lông khá tốt từ Slowzy, sát thương đủ từ bên phía của Cerberus để đánh bật ngược trở lại. Họ có hai mạng ngục, họ ép công binh của Pyro. Pyro đang cần phải chạy, anh ta bị bắn liên tục, ăn lông và nằm xuống. Double kill dành cho Slowzy. Thời gian rồng còn 40 giây và hai đường đã có, dẫn đợt lính bù lại Baron vào và Cerberus đang áp lực vào Gam. Hàm nhai kinh hãi giữ cho thành công vào Ikigai và Ikigai cần phải lùi về một nhịp. Kia là người đứng cao nhất che chắn cho đội hình của mình. Anh ta bị làm kế ngược trở lại bởi Bull, bị tấn công liên tục, đang cấu rỉa vào người của Kia. Nhưng Kia khá trâu, bật chiêu cuối từ Hiếu Ba, lao vào, hất tung được một người. Chiêu cuối được dùng đến từ Levi, đánh ngược trở lại và lao vào, đó chính là vị trí của Bull. Reject One có được mạng đầu tiên, tìm kiếm vào người Kia và rút lóc quá tốt từ Soji, dứt điểm thêm được một người nữa, đó chính là Play. Ba mạng hạ gục cho Cerberus và họ sẽ là đội giành chiến thắng trước Gam. Một tình huống di chuyển quá tuyệt vời, chỉ cần đúng một pha giao tranh tại con rồng ngàn tuổi thôi.